Isuzu Maxi MT3201 nha các bác. Đó, con này là hai cầu trợ lực lái bên cơ số cơ. Bên em đã thay bốn quả lớp mới rồi nha các bác nha. Máy nổ êm ru luôn, xe đẹp, bốn quả lớp đẹp luôn, mới tinh luôn. Các bác về chỉ có đổ dầu và chạy thôi nha, không phải lo lắng gì hết nữa. À, mấy con này các bác về đi cày, đi kéo, đi xối gì thì bền vô chắc luôn các bác. Bền bất chắc cái con này. Đó. Máy móc nổ êm ru luôn các bác. Các bác thấy chưa? Máy móc nổ êm ru luôn ạ. Tay lái của nó là trợ lực đàng hoàng luôn. Nên là các bác thì an tâm mà chạy nha. Hỗ trợ các bác quá trình đi lại, di chuyển được nhẹ nhàng. Lớp bên em thay lớp mới rồi các bác. Đấy các bác cứ thế mà chạy thôi nha, không phải lo lắng gì nữa đâu các bác nha. Mâm nguyên bản nó chưa có giặt đâu, mâm nó rất đẹp luôn các bác. Đấy, em pha sáng cho nó thêm ốc vít nè. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi lớp trước cũng là thay lớp mới rồi. Lớp sau của nó là lớp 12.4/28 nha các bác. 12.4/28. À, lớp mới rồi, VIP lắm nha các bác nha. Máy đẹp, lớp đẹp luôn. Lớp lớp trước là 86 nha các bác nha. Đó, bác coi máy con này nó khoe mà bác, máy quá đẹp luôn. Đó, bác thấy chưa? Máy nước sơn sơn pin nó chắc là thôi nha các bác nha. Con này là 32 nữa. Bắt đai nó còn bán không bác? Đẹp quá, xe đẹp luôn các bác. Máy móc đẹp, xe đẹp.
lớp mới. Đó, tay nghiệm tra chất lượng này MT3201. Đó, lớp chân của nó còn như vậy luôn các bác nha. Rồi các bác tham quan khoang vừa lái nè. Đó. Ở dưới ghế thì nó có rỉ nha các bác. Các bác mua muốn dặm là bên em dặm cho. Đây nè, máy nước sơn của nó nguyên ri nên là nó có máy em sơn, bác thấy là đó. Nó có cháy nổ một cái gì nha các bác. Còn rất đẹp. Con này chạy mới 663 giờ thôi các bác. Chạy mới có 663 giờ thôi. Chạy quá cái chuồng quá. Con này là 4 số sới nè các bác à. Và 4 số chạy. 4 số sới, 4 số chạy nha các bác nha. Rồi qua tham quan phần động cơ bên này. Động cơ bên này thì quá vip rồi. Đó, các bác thấy chưa? Con này bên em thì rửa sơ qua cho sạch cái nó bẩn quá. Đó đây. Giờ bác coi cho cái cầu cút nó đây nha. Màu vàng thế này luôn, nguyên bản còn rất đẹp luôn các bác. Bốn máy nha các bác nha, dòng này dòng bốn máy nên là các bác cứ an tâm mà chạy, nó cực kỳ khỏe, cực kỳ bền. Đó. Máy nó là 1490 lít nè các bác, đó. Trên ngay cái động cơ máy luôn. Bơm trợ lực bơm ben, còn dơ nè. Mình rửa lại cho sạch thôi. Tem mát còn nguyên luôn các bác. Mitsubishi MT3201D. Đó. Biết chưa? Ốc vít đẹp. Một con xe đẹp xuất sắc như thế này cặp bến luôn các bác. Các bác không vân gì đâu con này. Gương đầy đủ. Bốn quả lốp mới tăng. Máy móc đẹp, xe đẹp. Mitsubishi MT3201D. Các bác nào về nhà làm cày kéo sới cổng gì á là nên đầu tư con này nha. Cực kỳ bền, cực kỳ khỏe, giá cả thì lại phải chăng. Ở dưới ghế nó có rỉ vậy nè bác, giờ em sẽ rửa qua. Bác mua muốn dặm mới đem dặm nha, tại đây để nguyên bản như vậy. Rửa cho rửa một cái cho nó sạch nha. Ừ, rẫy luôn nó lớp cho nó sạch. Đó, đây em sẽ rửa lại nha các bác, rửa cho sạch sẽ. Xe bên em chưa rửa, sau khi bên em rửa xong nha các bác nha. Nó đẹp như thế nào. Rồi, kính chào cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Mitsubishi MT3201D. Đẹp xuất sắc luôn các bác nha.